mà chẳng có tham cầu lợi lộc riêng cho mình, hạng này có nhiều lúc cũng có làm nhiễu loạn chúng sanh, như dùng pháp luật trừng trị các kẻ xấu ác, vân vân. Thế nhưng vì có công đem lại sự an bình thịnh vượng cho đất nước nên cũng được gọi là Bồ Tát. Tuy nhiên vì chưa được thanh tịnh nên vẫn còn là Bồ Tát bại hoại. Lại nữa, có người do tu hai thừa đạo là đạo làm người nhân thừa và đạo làm trời thiên thừa mà có thể thành tựu được các thiện pháp, đó cũng là do sự vận hành của Bồ Tát mới có được. Vì sao? Vì nếu chẳng có Bồ Tát dạy cho các thiện pháp thì thế gian chẳng có được hai thừa đạo vậy. Bồ Tát đem lại nhiều lợi ích cho thế gian, là ruộng phước của thế gian, khiến hai thừa đạo được thành tựu ở thế gian vậy. Tóm lại, Bồ Tát có đại công đức nên được thế gian cung kính cúng dường. Mặc dù Bồ Tát còn lưu kiết sử, nhưng do đã có tu vô lượng phước đức, trải qua vô lượng kiếp nên tiêu được các phẩm vật của tín thí cúng dường. Nếu chẳng như vậy thì chẳng sao tiêu được các phẩm vật của tín thí cúng dường được. Ví như người bệnh nặng chẳng có thể tiêu hóa được các thức ăn ngon vậy. Kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã thanh tịnh rồi, vì sao còn thọ phước thí nữa? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chẳng phải vậy. Tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh. Luận: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã vì chúng sanh hành bố thí cúng dường, xem đó là pháp tối thắng. Vì sao? Vì trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phát tâm đại bi, nguyện vì chúng sanh thọ các khổ để đem lại lợi ích cho họ, khiến họ được giải thoát. Lại nữa, Bồ Tát muốn giữ gìn Phật Pháp, muốn được đại trí huệ, muốn khiến thế gian tức Niết Bàn, nên thường hành bố thí cúng dường. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói: Tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh. Do vô lượng phước duyên như vậy mà Bồ Tát tiêu được các phẩm vật cúng dường của hàng tín thí. Kinh Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát là đại thí chủ, bố thí các thiện pháp như 10 thiện đạo, 5 giới, 18 bất cộng pháp, dẫn đến hết thảy chủng trí, hết thảy các thiện pháp đó Bồ Tát đều bố thí cho chúng sinh. Luận: Trước nói về do nhân duyên có Bồ Tát mà có các thiện pháp ở thế gian, nay nói Bồ Tát là vị đại thí chủ, bố thí các thiện pháp cho chúng sanh. Như vậy là hai vấn đề sai khác nhau. Kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào mà tu tập đúng theo Bát Nhã Ba La Mật, và làm thế nào để được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật? Luận: Trước đây đã nói Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật trong một ngày cũng đã thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bởi vậy nên Phật tán thán Bát Nhã Ba La Mật và dạy rằng các công đức của Bồ Tát đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả. Ngài Xá Lợi Phất biết rõ Bát Nhã Ba La Mật rất khó tu, rất khó được, rất khó thọ trì. Ngài lại sợ người tu hành rất dễ bị lầm lạc nên mới hỏi Phật: Bồ Tát làm thế nào để tu tập đúng theo Bát Nhã Ba La Mật, và làm thế nào để được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật? Ngài vì chúng sanh hỏi Phật như vậy để mong được Phật giải đáp rõ hơn. Kinh Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập sắc không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, phải tu tập thọ tưởng hành thức không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, lại phải tu tập nhãn không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, phải tu tập nhĩ tỷ thiệt thân ý không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, lại phải tu tập sắc không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng,
phải tu tập thanh, hương, vị, xúc, pháp, không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại phải tu tập nhãn giới không, sắc giới không, nhãn thức giới không, dẫn đến ý thức giới không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại phải tu tập khổ không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Phải tu tập diệt đạo không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại phải tu tập vô minh không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Phải tu tập hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại phải tu tập hết thảy pháp, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, cũng đều không mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: năm ấm gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Một, sắc ấm, pháp có thể thấy được gọi là sắc pháp, do các nhân duyên hòa hợp mà có, nên có đối và được gọi là hữu đối sắc. Pháp tuy chẳng thấy được nhưng do nhân duyên hòa hợp mà có, cũng được gọi là hữu đối sắc. Pháp có thể thấy được gọi là sắc. Nếu trong mười nhập chỉ nhiếp có một, thì vẫn còn ở trong nghiệp không tạo tác, vô tác nghiệp, nên được gọi là sắc chẳng thể thấy được, vô kiến sắc. Hữu đối sắc nhiếp cả mười nhập, vô đối sắc chỉ là vô tác sắc. Phân biệt giữa hữu lậu sắc và vô lậu sắc cũng là như vậy. Trong kinh có nói đến ba thứ sắc, đó là pháp thấy được và có đối, gọi là hữu đối sắc. Pháp vô hình chẳng thấy được nhưng có đối, cũng gọi là hữu đối sắc. Pháp vô hình chẳng thấy được cũng chẳng có đối thì gọi là vô đối sắc. Bởi vậy nên biết rằng chẳng phải chỉ các pháp do mắt thấy được mới gọi là sắc, mà mười xứ trong và ngoài nhập với nhau, tức là năm căn duyên, năm trần, khởi sanh năm thức, đều do sắc làm nhân cả, dẫn đến vô tác sắc ở nơi tâm, cũng gọi là sắc. Trong kinh cũng có nói đến các phiền não hiển lộ ra nơi thân của chúng sanh, gọi là phiền não tướng. Do nhân duyên hòa hợp mà có, nên các tướng phiền não cũng được gọi là sắc tướng vậy. Trong kinh lại phân biệt các nhóm gồm hai hoặc nhiều thứ sắc. Nhóm gồm hai thứ sắc như nội sắc và ngoại sắc. Sắc có thọ và sắc không thọ. Sắc trói buộc và sắc không trói buộc. Sắc sanh tội và sắc sanh phước. Sắc tạo nghiệp và sắc không tạo nghiệp. Sắc thấy được và sắc không thấy được. Sắc có đối và sắc không có đối. Sắc hữu lậu và sắc vô lậu, vân vân. Nhóm gồm ba thứ sắc như sắc thiện, sắc bất thiện và sắc vô ký, sắc hữu học, sắc vô học và sắc phi hữu học, phi vô học, dẫn đến có kiến đế đoạn sanh sắc, tư duy đoạn sanh sắc và vô tâm đoạn sanh sắc, vân vân. Nhóm gồm bốn thứ sắc như đất, nước, gió và lửa, bốn đại, nội sắc có thọ, nội sắc không có thọ, ngoại sắc có thọ và ngoại sắc không có thọ, vân vân. Nhóm gồm năm thứ sắc như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, năm căn, sắc, thanh, hương, vị và xúc, năm trần. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm thức ngoài, vân vân. Nhóm gồm sáu thứ sắc, bảy thứ sắc, vân vân. Như vậy có vô lượng nhóm gồm nhiều thứ sắc, lại có phân biệt hai thứ sắc là sắc động và sắc không động. Sắc động như gió làm mặt nước dao động, làm cây cỏ lay chuyển, như nam châm hút dụng sắc, như các loại trân châu, xà cừ, mã não cứ đêm đến thường hay di chuyển, vân vân. Lại có phân biệt hai thứ sắc là sắc thô và ảnh tượng sắc. Sắc thô là sắc có thể thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc chạm được, ví như đất đá, vân vân.
Ảnh tượng sắc do các nhân duyên bên ngoài hợp sanh chẳng phải tự có thật như vậy. Ví như soi mặt vào trong dầu, thấy ảnh của mặt màu đen, đó chẳng phải là màu sắc của mặt. Lại ví như soi mặt vào lưỡi gươm dài để nằm ngang, thấy ảnh của mặt dẹp và rộng ngang hơn. Lại ví như soi mặt vào lưỡi gươm dựng thẳng đứng, thấy ảnh của mặt kéo dài theo chiều dọc. Lại ví như soi mặt vào một hạt kim cương nhiều mặt, thấy mặt có nhiều ảnh, màu sắc và hình dạng khác nhau. Lại ví như khi có gương đứng yên, có mặt người soi gương, có ánh sáng, có đầy đủ các duyên đó hòa hợp, thì mới có ảnh của mặt hiện ra trong gương. Nếu chẳng có mặt, chẳng có ánh sáng, hay nếu có mặt, có ánh sáng, mà gương cứ quay tít mãi, thì chẳng có thể soi mặt trong gương được. Lại cũng có thể do nghiệp nhân duyên của từng chúng sanh từ đời trước truyền lại, mà tạo ra nhiều ảnh tượng sắc vô cùng khác nhau, chẳng có thể nghĩ bàn được. Như vậy, có vô lượng sắc nên gọi là sắc chúng. 2. Thọ ấm. Thọ ấm là do nhân duyên nội thân và ngoại cảnh duyên nhau mà khởi ra các niệm muốn thấy biết. Ví như do nhãn căn duyên ngoại sắc khởi sanh nhãn thức, do căn trần hòa hợp mà khởi sanh tâm sở xúc. Tâm sở xúc lại duyên sanh ra hết thảy các tâm sở khác, đó là nguồn gốc sanh ra thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm vậy. Hỏi, ở ngay nơi nhãn thức đã có xúc và cũng đã có cả ba ấm, như vậy vì sao chỉ nói xúc là nhân duyên dẫn sanh ra ba ấm đó? Đáp, đây chỉ nói đến nhân duyên xúc dẫn sanh ra ba ấm, không nói đến nhân duyên xúc sanh ra nhãn kiến. Vì sao? Vì nhãn thức liền sanh là liền diệt, chỉ trú trong một niệm cùng với ý thức vi tế mà duyên khởi phân biệt. Bởi vậy nên không nói nhãn thức làm nhân duyên cho ba ấm đồng sanh, mà chỉ nói có xúc mới sanh ra ba ấm: thọ, tưởng và hành. Sắc pháp do nhân duyên hòa hợp sanh thì các tâm và tâm sở pháp cũng đều là như vậy cả. Phải có căn, trần và thức hòa hợp duyên xúc mới sanh ra ba ấm: thọ, tưởng và hành. Như vậy có xúc mới có sanh.